con cá lóc rất khủng. Sau khi chúng ta thui thì bắt đầu nó sẽ bóc da đây như này. Giờ chúng ta sẽ bóc cái da này ra. Đấy, nó lớp vảy của nó ra. Khi chúng ta bóc xong lớp vảy thì đồng thời than bếp nó cũng đã ửng hồng. Cô em xóm núi xay ngô tối đã xay hết lò than đã ửng hồng. Học đây, tắt đi nào, tắt đi. Hả? Nhìn trong này này, em nhìn trong này, em đâu cần nhìn chỗ, nhìn trong này mình điều chỉnh như thế. Bóc được chưa hay nóng chân tí nữa? Nhìn nó hơi đỏ đỏ, nhìn nó đấy, quay xa xa tí nữa này tí nó nướng mà ăn thì nghiện luôn. Quay nào để người ta cảm nhận được con cá nó khủng như nào. Ui, cá thơm quá cho con ăn luôn. Cái này thơm ngon. Đây là một số rau cỏ đã được chuẩn bị. Quay cho anh này. Cái lá này rửa rồi chị. Ui, có màu này rồi. Ủa. Chỗ đồ chuẩn bị để chúng ta sẽ đây, lát nữa sẽ lấy rượu xuống. Chúng ta thấy bắt đầu mùi thơm của cá nướng đã bắt đầu. Cứ nói bình thường như có gì đâu, phải biểu diễn kịch câm làm gì, cứ nói thoải mái. Trong quá trình nướng chúng ta sẽ dùng muối trắng hạt. Muối hạt làm sao nó dính được? Nó chỉ ngậm hết. Sao không cho cái muối kia bột kia? Sợ nó mặn quá hả? Hết tao. Để bát. Dạ trong cối. Để cho cối luôn. Dạ trong cối. Cha muối ớt à? Muối ớt để làm nước chấm hay làm cái gì? Muối chấm này.
Mùi đó rất là thơm, chung cá nướng mùi nó rất là độc đáo, mùi rất là thơm. Chúng ta sẽ cho quả quất vào, mùi quất nó rất là thơm, rất là thơm và rất là hấp dẫn. Mùi cá nướng thơm cộng thêm với mùi quất, mùi ớt này nữa là hình hình rất là quá là hấp dẫn luôn. Xem mà đã đến cái giai đoạn này là muốn ăn lắm rồi. Ghế gỗ hôm sau em đi chợ chuột mà thấy họ có bán ấy. Mấy cái gỗ loại nhỏ. Này, bây giờ chúng ta chỉ còn chờ cá chín nữa là chúng ta thưởng thức thôi. Thì đó rất là ngon hấp dẫn này. Đấy, nếu mà có cả cái cuốn đấy ăn theo kiểu đấy ngon. Hiện tại là ta thấy là cá đã chín rất là ngon, chim cút cũng đã bắt đầu chín. Chim cút đã có cả trứng luôn nha quý vị, nhìn rất hấp dẫn. Chưa hết, ngập nhiều quá, trên nhà còn mấy thầu nữa. Chín chưa? Lâu nhờ. Chín rồi. Đã bụng chưa à? Đã không? Nếu có mùi cháy rồi đó, cẩn thận, không cháy rồi đó. Thôi, chín rồi thôi cho nó ra ngoài đi. Tí nó chỉ việc hong lại rồi được. Mắm hay rượu vậy? Rượu, mắm, rượu. Mắm. Đây này, cô nhìn này. Rượu hết em. Rượu không? Này, rượu hương mới cho hội. Lửa nha, cái này lửa nha, không là đấy nha.
dầu. Có khi nặng hơn cả anh rồi á. Ổng 19kg hơn á chị. Không, con xem. Lâu lâu này. Lâu lắm rồi đấy. Ai cũng Tết thì lại bận. Tết hôm nay đi làm biết gì mà nhà. Tết đi ra chơi 4 năm ngày khách mình. Bên kia có cái gì không để anh dịch cái bao kia thì nói. Không. Anh lửa mình còn làm cái gì nữa không chị? Lửa mình còn nó nấu không? Để nó tự tan. Giờ ấm không, nhưng mà bây giờ lấy sạch cả rồi, không muốn đụng vào nó. Được chưa nào? Được chưa? Dạ vâng rồi. Anh Loan quay hộ luôn kìa. Ôi hấp dẫn quá. Vô. Rồi, vô. Dạ, chúc sức khỏe. Đúng rồi, lâu ngày quá gặp mặt. Ca sĩ không làm gì em? Ca sĩ Đình Hội của đoàn Hải Đăng. Đấy. À, Hưng Hưng là em trai của anh á. Em ruột á. Em ruột à? Bố mẹ. Bây giờ mới gặp nhau. Giờ mới gặp. Ủa em không biết đứa nào cho. Anh em bây giờ. Em mày vào. Dạ. Đây là vợ của anh Hội. Tôi ơi. Anh cũng dẫn tôi đây anh em các ít tuổi hơn thôi, mấy nhỉ? Em tốt xấu. Ít tuổi anh nhớ. Em nhìn nó đoán là ít tuổi hơn rồi. À, mời anh. Rồi, cô Mai. Mời. 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 Đã quá hả? Anh. Hot girl. Đã ơi. Đã ơi. Cái này đó. Em có chán không? Thì kia em có chán chưa? Ngon. Để em thử. Ngon lắm. Ơi. Anh cá. Cá không? Cá ngon lắm. Anh cá nè. Không ăn nè, đây cho xem tay. Ngon á. Con mẹ cha ra không cao luôn rồi. Ngon rồi. Quá ngon luôn. Rồi, rồi. Đây là cá lóc mà lâu lâu mới ấy được cá đồng chứ không phải cá câu. À, câu hay là bắt hay là bà mua? Câu nhưng mà họ câu không phải mình câu. À, họ câu mình mua. Đúng rồi. Lâu lâu mới có. Bởi vì cá đồng á. Ừ, nó ngon hẳn. Cá câu thì không bao cá nuôi không bao giờ. Lâu lâu xuống anh Hòa anh mới cho em lên sóng lại. Giờ này mất sóng. Mất sóng hả? Đây là lá lốt hái trong vườn. Toàn rau vườn hết đấy ạ. Kiểu bên trong ạ. Đấy, vườn đây rau đấy. Đinh lăng trong vườn luôn. Đinh lăng. Xoài cũng trong vườn luôn. Của nhà trồng được. Hai em nha, hai em không được nước nha. Đấy. Tôm ăn chưa? Em cho chị mình ăn bên ngoài rồi. Cô Mai thử đi. Thử mấy cái món rau vườn đấy. Rau thử rau lốt mà chưa ăn bây giờ ngon cực kỳ. Ăn kèm lá lốt ngon. Cho ăn cái gì em? À, để cho tôm ăn nữa. No rồi. Nó tọt xấu này nó ăn nhiều là nó ói. Ăn nhiều quá anh. Chạy nó nôn ra. Ăn vừa vừa. Nhưng mà trộn vía chứ. Làm vía vậy. Hả? Mẹ cho mẹ. Đấy, chú Hưng, chú Hội cũng được. Chị, nôm này em để nghỉ ngơi tí em trang lại. Anh Hưng là vào đây chơi à? Ừ, Hưng vào đây luôn. Vào đây luôn à? Vâng. Dạ ơi, là ăn cơm. Dạ là ăn cơm. Thế là cũng vợ con rồi chứ hả? Vợ con rồi, nhưng mà vợ con thì chưa vào. Con chưa vào. Con trong miệng à? Vào sau. Sau. Coi lửa. Lửa. Đây ngồi miệng nào. Ăn chim cút. Em cứ thử cái lá lốt ngon cực kỳ luôn này. Ăn chim cút hả? Ăn chim cút. Trời ơi, lại đây. Rồi lại đi đúc em. Lần sau hãy sợ hãy trọc trụ. Ăn chim cút à? Ngon lắm. Đây là cái cách ăn mà chúng tôi thường ăn. Lá lốt mùi nó rất là ngon, nhìn như vậy mà ăn vào ngon lắm. Ngon quá. Ngon quá. Đi ra đi, đi ra. Ăn xong rồi đi ra. Tuyệt vời. Cái gì? Ờ, cũng chảy. Cái gì? Nó đã hết. Lâu lắm mới uống rượu lại á. Tạm dừng đấy.
đi cô nhìn thương mắt ghê nha. Cái kính hả? Lại lắm cái kính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Ok.